Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề. Và trước khi đi vào phần cuối, một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội Từ Thiện Hoa Thiên Tân gồm có cô Hồ Lệ Thu, anh Nhật Nguyễn và ông luật sư Brian Weinberger đến hôm nay với chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị về sự hiện diện của quý vị. Và chúng tôi đi vào phần cuối thì chắc là tôi phải nhờ anh Nhật Nguyễn cho chúng tôi biết rõ ràng chắc chắn rằng là theo như quý vị nói thì một phần học bổng là 1.000 đồng. Và đến bây giờ thì có dư luận cho rằng chỉ có 50 đồng. Thì anh muốn nói về cái điều đó như thế nào, thưa anh Nhật Nguyễn? Xin thưa tất cả quý vị xem đài và xin thưa anh Đoàn Trọng, là một phần học bổng chúng tôi nó là 1.000 đô la lo cho tất cả vấn đề chi phí cho các cháu trong quá trình học từ 6 tháng cho tới 12 tháng tùy theo trình độ của các cháu. Và anh cũng đã gửi cho Hội Từ Thiện Bình Thuận qua cái Hội Người Mù Bình Thuận là số tiền 50 đô cho mỗi người hay là 1.000 đô cho mỗi người? Dạ thưa anh và thưa quý khán thính giả, là 1.000 đô cho mỗi học bổng của các cháu. Và xin thưa với quý vị là chúng tôi khi mà làm việc từ thiện tại Việt Nam cũng nhiều doanh chôn lắm thưa quý vị, nhưng chúng tôi đảm bảo cái việc làm của chúng tôi đều minh bạch và tất cả những cái phần này chúng tôi đều có tất cả các cái receipt. Thế và lúc nào thì chúng tôi có thể có cái receipt để mà đón nhận và nhận định về cái việc làm của quý vị? Dạ xin thưa anh và xin thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi đã chuyển tất cả các receipt này cho kế toán CPA của hội, và kế toán CPA của hội sẽ lo các cái vấn đề báo cáo cũng như là kiểm toán, và chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cái báo cáo thường niên và báo cáo khai thuế sau cái mùa thuế này. Hiện tại CPA của hội đang cố gắng làm việc để nhằm đảm bảo cái deadline của luật thuế. Vâng, cảm ơn anh Nhật Nguyễn. Chắc thưa cô Hồ Lệ Thu, cái này thì hơi tò mò chút xíu, hội của cô bây giờ còn tiền không? Dạ thưa anh, thưa quý vị, là Hoa Thiện Tâm là một hội non-profit 501c3. Cho nên là khi mà làm việc thì chúng tôi có tất cả những kế hoạch về lâu về dài chứ không phải là một ngày một bữa thôi anh. Vâng. Cho nên là khi mà chúng tôi làm việc lúc nào cũng có những cái số tiền dự trữ để tiếp tục cái công việc về lâu về dài. Thế thưa cô, cái sự kiện nói về hội từ thiện Hoa Thiện Tâm nó đã từ lâu, có thể một thời gian dài nó đến với cộng đồng người Việt chúng ta. Thế tại sao mấy cô làm từ thiện, mấy cô không nói có những cái điều để cho người ta biết, những người đã đóng góp cho Hoa Thiện Tâm họ muốn biết những cái tin tức chính xác, tại sao cô để đến hôm nay cô mới nói? Dạ thưa anh, chúng tôi là một tổ chức làm việc chuyên nghiệp. Đã mang tính chuyên nghiệp thì chúng tôi làm việc phải có giấy tờ và right time, right place, đúng nơi, đúng chỗ để mà làm. Chứ nếu mà 100, 1.000 người thiện nguyện viên hoặc là mỗi ngày cứ, hoặc là những người khắp nơi cứ mỗi ngày đến hỏi thì làm sao chúng tôi có thể có thời gian trả lời nữa thưa anh. Thế thưa cô Lệ Thu, cô nói như vậy nhưng mà trong cái việc làm của cô thì tại sao khi có những người người ta đưa ra những cái điều nó không hợp tình hợp lý mà họ cho rằng cái hồ sơ sổ sách của hội từ thiện Hoa Thiện Tâm không rõ ràng thì cô lại đi mướn luật sư làm gì? Dạ thưa anh, thực ra nếu mà mọi người đến để mà chỉ muốn tìm hiểu con số thu chi hoặc là đóng góp để cho cái chương trình tốt đẹp hơn á, thì đương nhiên là chẳng bao giờ có cái chuyện luật sư ở đây. Nhưng mà thực ra thì khi hội làm việc thì hội cũng đã có luật sư để mà đại diện pháp lý, để mà làm những cái việc giấy tờ pháp lý chính thức cho hội. Và hiện tại thì có thể là Hồ Lệ Thu cũng muốn chia sẻ với quý vị thêm là dù ít hay nhiều thì quý vị cũng đã nghe rất là nhiều lời không hay về Hồ Lệ Thu trong những cái thời gian vừa rồi. Nào là Hồ Lệ Thu ăn tiền của hội từ thiện, nào là Hồ Lệ Thu gian lận tiền chùa các thứ. Thì thế cái vấn đề gian lận tiền chùa với Đại Đức Đồng Châu thì cô nói như thế nào? Dạ thưa quý vị, cũng sẵn đây, cảm ơn anh. Trước khi cô trả lời tôi cũng muốn hỏi cô một cái rất là ngắn gọn thôi. Thế tại sao họ không nói tôi gian lận tiền chùa mà họ nói cô? Dạ thưa quý vị, nếu mà quý vị theo dõi thì chắc rất là nhiều người biết Hồ Lệ Thu đi giúp chùa rất là nhiều. Và đã giúp mà thậm chí giúp cứu được một số chùa mà đáng lý là sẽ không có thể tồn tại được. Thì quý vị Phật tử cũng rất là thương Hồ Lệ Thu. Cho nên là khi mà Hồ Lệ Thu làm công tác từ thiện này thì Hội Từ Thiện Hoa Thiện Tâm được Đại Đức Thích Đồng Châu là người chịu đứng ra đỡ đầu pháp lý cho hội. Nhưng mà xin thưa với quý vị, Hồ Lệ Thu xin thưa với quý vị để mà biết rõ ràng hơn là thầy Đồng Châu đứng ra đại diện pháp lý, đỡ đầu pháp lý, nhưng Hội Hoa Thiện Tâm là một DBA. Yeah. Tách biệt chứ không liên quan gì tới chùa Bồ Đề, và tất cả những chi thu là Hội Hoa Thiện Tâm có
có những thành viên và ban điều hành làm những việc đó không liên quan gì tới chùa Bồ Đề thưa quý vị. Cho nên những lời nói bịa đặt và vu khống đã bôi nhọ Hồ Lệ Vu, gian lận tiền chùa, hoặc là những cái điều mà quý vị đã thường nghe, thì sẵn hôm nay Hồ Lệ Thu xin thưa với quý vị, đó là lý do tại sao Hồ Lệ Thu cần một luật sư để bảo vệ cho Hội Hoa Thiện Tâm. Vì cá nhân của Hồ Lệ Thu thì thật ra là rất nhỏ bé, nhưng mà xin thưa với quý vị là hiện nay Hồ Lệ Thu đã bị tấn công rất là nhiều đến cuộc sống riêng tư và cá nhân của mình, để mà những cái người đó họ muốn đánh phá đi cái cuộc sống của Hồ Lệ Thu, không phải vì những cái đồng tiền từ thiện như họ nói. Và chính vì vậy Hồ Lệ Thu muốn có một luật sư để bảo vệ cho danh nghĩa và uy tín của Hội Từ Thiện. Thưa cô Hồ Lệ Thu, gần đây chúng tôi cũng biết rằng sẽ có một số người, người ta sẽ gửi những cái, họ đã gửi và họ sẽ gửi những cái thư đến cơ quan IRS. Thì với cái vai trò của ông luật sư Brian Weinberger sẽ làm gì cho cô đó? Dạ thưa quý vị, đó là điều Hồ Lệ Thu muốn chia sẻ, là hiện tại những cái thư nạc danh đã gửi đến những nơi mà Hồ Lệ Thu đang đi trình diễn để gây sự hoang mang và sợ hãi cho tất cả những cái người tổ chức. Cho nên chính vì vậy thì Hồ Lệ Thu đã nhờ luật sư Brian Weinberger để có những cái tiếng nói công lý và pháp lý cho Hồ Lệ Thu. Hi Mr. Lawyer, Mr. Brian, welcome you to the show. Thank you for I got a very short question. What kind of the role you involved with this organization? My role is basically to try and cease these people from making these slanderous comments. They are affecting her livelihood and they are hurting this very good charity. In America, we do have First Amendment rights, a First Amendment right to free speech. However, when it borders on slander, you do not have that right. Yeah. It is not a uncontrollable thing. You cannot slander somebody just for the sake of it and stand behind and say I have a right to free speech. Vâng, thưa quý vị, tôi xin mạo muội dịch một cách ngắn gọn là ở Hoa Kỳ thì chúng ta có cái quyền tự do phát biểu. Tuy nhiên, chúng ta không thể sử dụng cái quyền tự do để đi vu khống mạ lị một vài người nào đó, và cái điều đó chúng ta cần phải kiểm soát cái điều đó. Cái vai trò của tôi ở trong cái cơ quan từ thiện này là chúng tôi giúp để cho hội từ thiện này không phải bị ai vu khống, và họ là một cái hội từ thiện tốt, làm việc đúng. Thế đó là cái vai trò của tôi để bảo vệ vấn đề pháp luật cho hội từ thiện Hoa Thiện Tâm. It's correct? Yes. Yeah. It should be pointed out a lawsuit against these people has not been filed yet. Okay. Because Ms. Tu is hopeful that, being that she's been so upfront about everything, she's responded to every accusation. They've opened the books, and yet the accusations continue, and sometimes they don't even put their name on who's behind these accusations. Đến bây giờ thì, đây là lời của ông luật sư Brian, đến bây giờ thì cá nhân cơ hội Lệ Thu cũng như hội từ thiện chưa có làm để một cái lawsuit nào, một cái đơn thư kiện nào, vì những cái điều mà đưa đến cho... Let you go again. Why you not file the lawsuits? Because Ms. Tu is hoping that, being that she's being upfront about everything, that it will finally just go away. Vâng. But what they're doing is they keep throwing things against the wall without any evidence, hoping that something will stick. Nothing is sticking. If there's firm evidence, show it. Not rumors, not innuendo. Bring it. There is nothing. Vì lý do chúng tôi chưa đưa ra những cái vấn đề mà thưa kiện là vấn đề chúng tôi cũng có bổn phận trả lời. Chúng tôi phải nói tất cả những cái điều hợp tình hợp lý. Và nếu quý vị cứ tiếp tục đưa vào những cái sự kiện vu khống, quý vị lấy những cái kế để chống lại những cái hội từ thiện như vậy, thì đến lúc chúng tôi cũng phải cần sử dụng luật pháp. I've had the messages translated to me that have been posted on Facebook, on YouTube. They're terrible accusations. Và có những cái lời có thể nói không đúng sự thật được đưa lên Facebook cũng như những cái trang web, thì cái điều đó nó rất là tệ hại. And this is without evidence. For instance, if I say to you, and we've just met, how often do you beat your wife? I have no evidence that whatsoever. But in the meantime, people are going to look at you and say, oh my goodness, he must be a wife beater. No evidence whatsoever. It's the same thing that's happening here. There is no evidence. They are just trying to assassinate her character for no reason whatsoever. Is it hurting her? Eventually it could hurt her business, but most importantly it's hurting this charity right now. It's hurting innocent children, and this charity helps children, it helps elderly. I've seen the paperwork, I've seen the videos, and that's why I am in here to try to put a stop to that, so that these children and elderly people are not harmed any further.
Kính thưa quý vị, thì lại dĩ nhiên có những khi, ví dụ tôi đưa ra một cái thí dụ điển hình, ví dụ tôi không có quánh vợ con, nhưng một người nào đó với không bằng chứng vẫn nói là đánh vợ con, hình ảnh đó nó tạo nên một cái sự khó khăn và cái hình ảnh không tốt cho những cái người mà hiện nay, tôi trở lại vấn đề hội từ thiện Hoa Thiện Tâm, họ đã có những cái công việc từ thiện giúp đỡ những người trẻ em, và việc làm đó đáng được ta thán, đáng được ngưỡng mộ. Thế tại sao chúng ta phải làm những điều như vậy? Và đó là lý do chúng ta phải sử dụng pháp luật, và tôi hy vọng rằng mọi người sẽ đi đến một cái giải pháp tốt đẹp hơn. Thank you so much, Mr. Brian. Yeah, thank you so much. Kính thưa quý vị, lại nhìn thì giờ chúng tôi không còn nhiều, và một lần nữa chúng tôi xin nhường lời lại cho cô Hồ Lệ Thu một lời ngắn gọn về trong cái chương trình tối nay, thưa cô Hồ Lệ Thu. Hồ Lệ Thu chỉ còn một chút thời gian ngắn gọn. Xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị ân nhân, những tấm lòng vàng và tất cả những thiện nguyện viên đã đến với chương trình Hoa Thiện Tâm, đã giúp đỡ cũng như đóng góp để Hoa Thiện Tâm đại diện cho quý vị mang những đồng tiền đó về giúp cho những mảnh đời khuyết tật, để chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của những người khuyết tật, sống được công bằng và bình đẳng giống như những con người bình thường khác trong xã hội tại Việt Nam, thưa quý vị. Và từ đáy lòng Hồ Lệ Thu thì mong rằng tất cả những sự hiểu lầm hoặc những điều mâu thuẫn nào, bịa đặt nào đó mà quý vị đã nghe, thì cũng xin qua đây với những lời chia sẻ của các thành viên của hội thì mọi chuyện sẽ qua đi. Và Hồ Lệ Thu mong là mọi người sẽ vẫn cùng tiếp tục Hoa Thiện Tâm để chung tay góp sức giúp cho các em khuyết tật một tương lai, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi với chương trình của chúng tôi. Đó là mỗi tuần một vấn đề, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.